cái con cá hè, cá mài dinh, cá phi tiễn, cá kim long, kim sơn gì của mấy bạn nè. Hôm nay nó ngẫm rồi nha, chắc nó bị con kia cắn hay là nó bị cái gì á, nó yếu rồi, nó ngẫm luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt nó ra cho con hồng vĩ của mình ăn. Không biết con hồng vĩ ăn thẳng đây ăn không, hồng vĩ ơi ăn có vừa không nè, ăn không? Rồi ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Nuốt chưa, nuốt được không? Rồi nuốt rồi các bạn. Cá trà bá gì mà nó nuốt cái một trời, cái ghê chứ. Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Như clip lúc nãy các bạn xem á, là cái con cá gì kim sơn, kim núi gì của mấy bạn nói á, nó chết rồi. Cái mình đem mình cho con cá hồng vĩ nó ăn. Cho con cá hồng vĩ nó ăn rồi, hôm nay thì ông giữ út mình, ông mới bắt được con khác nha các bạn. Ông bắt được con bự hơn nữa. Rồi cái ông đưa cho mình nuôi luôn rồi. Ông đang thả trong cái hồ cá chép này nè. Để bây giờ mình bắt lên mình thả vô cái hồ cá ngăn lông cho các bạn xem nha. Cái con này thì nó nhảy dữ lắm. Bắt nó cũng khó nữa. Ê bắt, trời ơi nó nhảy hay chưa. Đấy, dính này nè. Ui con này nó bị tụt nhớt rồi ơi. Hôm qua nó mới nhảy ra ngoài đất đó các bạn. Rồi cái mình mới thả nó vô đây lại. Thả vô đây, ơi trời trời nó còn sức nó nhảy nữa kìa. Thả vô đây lại thì có vẻ như là nó cũng yếu dữ lắm rồi. Nhưng mà thôi, để mình thả lên cái hồ cá ngăn lông thử coi nó sống được bao nhiêu ngày nữa nha. Nó yếu dữ lắm, yếu rồi ơi. Nuôi trên đây chắc 2-3 bữa nó ngấm nữa. Khi nào mà nó ngấm nữa thì mình đem cho con ngăn lông với mấy con cùa mình ăn nữa chứ sao vậy. Cũng là một món mồi ngon đó ạ. Lúc nãy thì mình có đi chợ mua một tí đồ về cho mấy con bé của mình nữa nè các bạn. Ở đây thì mình có mua một cái máy lọc về cho con cá la hán với con tai tượng châu Phi này. Chứ để xài oxy gì nước nó dơ quá ha. Kìa, phân nó ỉa ra một đống, không có hút đi đâu, không có xử lý đi đâu được. Cho nên là nước này nó khá là dơ. Cái cục lọc này là mình mua 95.000. Có nhiều chỗ thì nó sẽ rẻ hơn, hoặc là có chỗ nó sẽ mắc hơn. Nhưng mà tầm 100.000 đổ lại thì các bạn có thể mua được một cái hộp lọc như thế này nha. Ủa cái cục lọc chứ không phải là... Ủa cái máy lọc chứ. Cái máy lọc chứ không phải là cái hộp lọc nha. Mà hồi nãy mua cái này cái quên mua túi lọc rồi. Ghế cờ già cả lú lãng rồi các bạn ơi. Hồi chắc xài đỡ cái túi lọc của mấy con cá ba đuôi á. Gắn cái túi lọc của mấy con cá ba đuôi vô cái hộp này. Để cho mấy con cá... Ủa cá chép chứ nó lộn nữa ông nội ơi. Lấy cái túi lọc này xài đỡ cho mấy con cá la hán đi. Còn mấy con cá chép này để chừng nữa mình mua sau. Nước hôm nay của mấy con này thì nó cũng trong rồi. Nước trong như thế này thì nuôi cá được rồi. Khỏi xài lọc 1-2 bữa cũng không sao. Cái hộp này thì mình mua 90.000 các bạn. Để mình gỡ ra cho các bạn xem trong này nó có cái giống gì trong đây nha. Ở đây là một cái ống dây để mà nó bơm nước lên đó mấy bạn. Còn đây là cái ống dây để thở oxy nè. Còn cái này là cái máy của mình. Cái máy lọc của mình nè. Ở trong đây thì có mấy cái phụ kiện đi kèm á, không biết nói là gì luôn á. Nhưng mà có bao nhiêu đây á thì các bạn chưa có xài được đâu nha. Còn nhiều chi phí phát sinh lắm. Giống như là cái hộp lọc này nè. Cái hộp lọc này mua cũng 10-20.000 á. Với lại đường dây điện nữa các bạn. Nhà các bạn nào mà có đường dây điện sẵn á thì đỡ tốn tiền. Còn chưa có thì tốn cũng cỡ 50-60.000 nữa đó. Mua dây điện với lại mua ổ điện nữa nè. Nên là chi phí phát sinh còn nhiều lắm. Mình nói cho các bạn biết để các bạn chuẩn bị tiền. Chứ các bạn mua cái máy về này không có đủ mấy cái kia, rồi cái xài không được, cái bỏ không nữa thì mất công lắm. Còn ở đây thì mình mới mua hai cái hộp nhựa di tăng nữa nè các bạn. Về để tách riêng hai con leo bái gecko ra, hai con hằng lằn giả báo ra nuôi riêng. Chứ để nó nuôi chung mình thấy nó cắn quá trời cắn à. Nó cắn nhau ghê lắm á. Dạo này nó cũng trưởng thành nè, đến cái độ tuổi mà gây hắn rồi đó. Hai con nó cắn nhau tối ngày á. Nên là thôi, mình sẽ mua hộp nhựa này về tách riêng chúng nó ra luôn. Cái hộp này là 48.000 một hộp nha. Mình mua hai hộp. Về tới nhà mình mới nhớ là mấy cái hộp bự như thế này thì cũng 48.000. Mà sao lúc nãy mình không mua hộp bự trời. Cái hộp mà để nuôi hai con nhông cát của mình cũng 48.000 các bạn. Nhưng mà nó bự hơn rất là nhiều. Mình đang để nó phơi nắng nè. Lúc nãy mình quên luôn trời. Giết lú lãng luôn ông nội ơi. Nhưng mà hơi kệ đi. Bây giờ lỡ mua rồi, đổi lại thì cũng không được. Với lại lúc nãy mình chơi tay lá lụa mà các bạn, mình đâm đầu vô cục điện luôn, bể cái hộp luôn rồi. Ủa cái hộp với bể đâu ta. Đây, nó bể đây nè. Nó bể nhảy luôn á. Mình lấy băng keo mình dán lại xài đỡ thôi chứ biết sao giờ. Cái này mình nuôi mấy con LG mà, nuôi mấy con hằng lằn giả báo mà. Nên là cũng không có cần để nước. Để nước thì xài không được. Còn nuôi khô thì chắc có thể là xài được. Giống như là cái này mình treo bên hông xe, cái mình chạy kế bên cây cục điện mình không thấy cái đâm cái này vô cây cục điện. Chứ không phải là cái chiếc xe mà đâm vô cây cục điện nha. Chiếc xe mà đâm vô cục điện dắt này mình ở bệnh viện nha. Chứ không có ở đây quay clip cho các bạn xem được đâu. Bởi cái bóc cái tốn 48.000 trời. Chán thiệt chứ. Nhưng mà cái này còn sử dụng được nên là không sao các bạn. Ở trong đây thì mình có mua dế nè. Mua dế hồi về cho mấy con kia ăn. Nói chung là mấy con ở nhà mình thì con nào cũng ăn dế được hết á. Nên là cái món dế này là ở nhà mình không có thể thiếu nha. Thiếu là không được. Ở đây thì mình có mua dây rút nữa nè các bạn. Đậu xanh hôm qua mua cái chuồng mà quên mua dây rút. Quên mua dây rút là cũng như là mua mấy cái chỉ về nướng thịt đó, chứ làm chuồng sao được. Đó, mấy cái chuồng đó đó các bạn. Một hồi mình sẽ lấy dây rút này mình buộc cái chuồng đó lại cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì để mình gắn cái máy lọc cho mấy con cá này trước nè quay.
mình mới vừa gắn cái lọc xong nè các bạn. Nước các bạn có thể thấy là nó hơi đục đục ha, chứ cỡ nửa tiếng sau là nó trong à, trong quát luôn. Nhưng mà công nhận cái lọc này nó mạnh hay sợ chứ. Hồi nãy mình gắn vô á nhưng mà nó bị xúc cái ống ra nè. Cái nó quện nước vọng 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 cái lá háng dưới tay tượng châu Phi nó bơi muốn không nổi luôn á. Nhưng mà bây giờ mình gắn được rồi. Tốt rồi, ok đó. Còn cái hòn mấy con cá chép thì tạm thời để cái ống oxy vậy đi ha. Ủa cái ống lọc vậy đi ha. Rồi chiều chiều mình bắt đầu mua cái túi lọc cho nó. Để như vậy nuôi cũng được các bạn. Nhưng mà nước nó hơi dơ thôi. Có cái lọc á thì cái nước của mình nó trong với lại nó sạch hơn. Còn bây giờ để mình ra mình làm cái lồng cho các bạn xem cái lồng của mình nó gáp như thế nào nha. Thì sau một hồi cặm cụi cũng khá là lâu thì mình đã làm xong cái chuồng rồi nè các bạn. Cái chuồng này thì mình dựng lên cho các bạn xem cái chuồng của mình chuẩn bị làm nó như thế nào thôi. Chứ cái lỗ của cái chuồng này nó bự quá. Nó bự như thế này thì mình đâu có nuôi con gì được đâu. Nuôi con gọc Nam Mỹ nó cũng lọt ra ngoài. Nuôi kỳ nhông, kỳ tôm hay là nhông cát gì nó cũng lọt ra ngoài được hết trơn á. Nên là mình chưa có nuôi mấy con đó trong đây được. Để chừng nữa mình lót cao su hoặc là lót mấy cái lưới mỏng lên trên á các bạn. Lót xung quanh chuồng này cho cái lỗ nó nhỏ lại một tí. Thì có thể mình nuôi mấy con đó được. Chứ bây giờ dựng lên chơi thôi. Để anh tí mình bắt con mèo mình thả vô đây mình nhốt nó cho các bạn xem. Không thấy con mèo ở đâu hết nên là khỏi đi. Bây giờ thì mình sẽ lấy mấy cái con dế này cho mấy con bét của mình ăn nè. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ vô cái hồ ngăn lông này hai con dế ha. Cho con ngăn lông này ăn dế nè. Tài ơi bà nội cá dảnh này bà sắp ngẫm rồi. Đây con ngăn lông đang lên ăn cho các bạn xem nè. Một con. Con ngăn lông này thì nó háo ăn hơn cái con đợt trước của mình các bạn. Cái con đợt trước của mình nó ăn không có nhiều bằng cái con này. Con này thì nó ăn khá là nhiều luôn á. Mình bỏ bao nhiêu nó cũng ăn hết. Đây mình bỏ thêm một con nữa cho nó ăn cho các bạn xem nha. Nè nó lại nó ăn nữa nè. Ủa nó chưa nuốt hết mà. Đây chuẩn bị lụm nè. Đó. Bây giờ thì đến mình cho mấy con cá háng tượng nè. Đây bỏ vô. Trời ơi chưa kịp quay cái cảnh nó săn mồi gì trơn á. Nó ăn nè nhai nè coi đã chưa. Bây giờ thì để mình cho cái con sáo của mình ăn nữa ha. Cho ăn hai con dế nè mày. Đấy. Trời ơi, cứ cầm một con đi đâu mất tiêu rồi. Còn con nữa nè. Hả? À, ngon luôn. Mấy cái con nhông cát này thì mình sẽ bỏ một tí bắp cải cho nó ăn nha. Không biết nó có ăn không nữa. Mà mấy cái rau muống hôm qua mình bỏ vô nó bị khô hết trơn nữa các bạn. Chắc mấy con quỷ này nó không ăn đâu, không biết nó ăn cái giống gì nữa. Mình thấy dế mình bỏ trong đây nó còn nữa nè. Còn nấp đây nè. Đó, một con dế nấp ở đó đó. Mấy con dế ở đây nữa nè. Mấy nhông cát này không ăn luôn á trời, từ hôm qua tới giờ. Đây là hai con nhông cát của mình nè các bạn. Rồi, trời ơi, tưởng đâu chạy mất tiêu chứ. Ôi. Thôi để lại gấp, chứ không nó chạy mất tiêu à. Bây giờ thì đến cái con kỳ tôm với lại kỳ nhông ăn dế. Đây, mấy con dế đây, bỏ vô đây. Ê, chạy mất tiêu. Trời ơi, tưởng đâu chạy mất tiêu chứ. Mỗi lần mà mình cho hai con này ăn là y như rằng con kỳ nhông làm lăn xăng giật cái mình luôn ấy. Con kỳ tôm thì nó chỉ đứng yên chỗ à. Còn con kỳ nhông thì nó quậy quá trời quậy luôn ấy. Mọi người còn nhớ cái hũ sen đá của mình không? Hôm nay mình mới phát hiện ra một sinh vật lạ trong đây nè các bạn. Để mình cho các bạn xem nha. Nó ăn muốn hết rễ cái cây sen đá của mình luôn rồi đó. Đây nè. Cái con ấu trùng của con dị các bạn. Ủa các bạn không thấy gì chứ. Để mình bắt lát lên cho các bạn xem rõ hơn nha. Đây nè các bạn. Một con ấu trùng của con dị á. Một con nhộng các bạn. Con nhộng của con bọ cánh cứng nào á mình cũng không biết nữa. Thôi thì mình sẽ để nó trong đây ha. Để nó trong đây đến khi nào mà nó nở ra nó hóa thành con gì á thì mình sẽ biết. Các bạn nào mà quan tâm đến con này là con gì á thì đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Đăng ký kênh của mình chờ cái clip mà cái con này nó biến hình ha. Hay vậy chứ cũng hết lắm á. Không biết khi nào nó nở đi nữa. Thôi mình cùng chờ thôi nha. Cái con nhộng của cái con gì đó nó đã chiếm hữu cái hũ này rồi. Nên là bây giờ mình chuyển cái cây sen đá qua cái hũ khác các bạn. Cái hũ này tuy là nó hơi xấu nhưng mà có thể là nuôi sen đá trong đây được rồi. Kệ đi, xấu đẹp về tầm này, còn sống là mai rồi. Trở lại mấy con cá bảy màu của mình thì hôm nay có tin vui mấy bạn. Mấy con cá này thì nó đã sinh sản rồi. Đồ con cá con nó mất tiêu ta. Để mình kiếm mình quay cho các bạn xem nha. Đây, còn cá con nữa các bạn. Nó đẻ nguyên một bầy mà được có con à, mất tiêu nữa trời. Thôi nói chung là mấy con này nó đã sinh sản rồi đó. Mình cứ tưởng đâu là nó vô sinh chứ. Còn bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn một tí nha các bạn. Đây. Ăn rất là nhiều chứ một tí vậy. Ăn xong rồi thì bây giờ đến full gon nha các bạn. Đây full gon ăn nè. Mấy con full gon này sao mà nó nhát quá trời. Nó toàn nấp ở dưới không à.
À, hôm nay các bạn có thể thấy cái lu này nó hơi khác lạ nè các bạn. Là nó có mấy cái cọng gồng nè, lu bên đây cũng có gồng nữa. Mấy đứa nhỏ nó đi tắm xong á, cái nó thấy gồng nó lượm, nó đem lên, nó bỏ vô lu mình luôn. Mấy nhỏ này thì nó quậy lắm, nó qua nhà mình nó quậy hoài à. Nhưng mà lâu lâu nó kiếm được cái này cái kia lạ lạ, nó đem nó đưa mình á, cũng được, cũng ok.